Dạ vâng, em Kim thân mến chào toàn thể cô chú anh chị đang xem kênh Kim Buôn Cơ Giới VN. Thì buổi trưa ngày hôm nay là em Kim tiếp tục bàn giao một em máy đào mang nhãn hiệu Kobenco SK130UR cần kỹ thuật. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà vừa rồi em Kim chốt online cho anh hai ở Tuyên Quang. Thì sau 2 ngày bảo dưỡng thì em nó đã hoàn thiện và chuẩn bị xuất xưởng để về Tuyên Quang làm dâu. Thì đây là một trong những cái thông số kỹ thuật để gửi đến tất cả các quý khách hàng đang xem cái kênh Kim Buôn Cơ Giới VN này để mình tiện thể tham khảo mà những cái sản phẩm mà tại kho hàng em Kim xuất xưởng ha. Thì đây là cái nhãn hiệu Kobenco ha. Kobenco đây là số khung số máy của em nó UR, và đây là cái thông số kỹ thuật và giấy đăng kiểm thì em Kim đã chuẩn bị xong hết rồi. Đấy, thì chiều ngang của nó là tầm khoảng 2,5 m, chiều cao là 2,6 m, chiều dài tổng thể là từ phần mông đến cái phần gào và sải dài ra đó là tầm khoảng là 7,40 m. Đó, đấy là 7,40 m. Đây là cái giấy đăng kiểm em Kim đã chuẩn bị xong ha. Rồi, kế tiếp là biên bản bàn giao xe thì em Kim cũng đã chuẩn bị xong. Và đây là một trong những cái hồ sơ mà em Kim cần phải lưu lại, đó là cái bản photo và bản chính là luôn lúc nào cũng phải gửi cho khách hàng ha. Không làm mất thời gian của cô chú với anh chị nữa thì cùng em Kim test thủy lực của em này và tí xíu nữa là cùng em Kim xem bơm máy chân cẳng em nó như thế nào nha. Dạ, cô chú anh chị có nghe được cái tiếng lam không ạ? Lam này là lam gào chứ không phải lam xe nha. Thì cái lam này là một trong những cái lam sống của nhà sản xuất, người ta thiết kế ra cho mình một cái lam để mình có thể dễ dàng thay thế trong quá trình sử dụng. Và chỉ có đóng cái chốt gào ra thôi. Tí xíu này em sẽ quay cận cảnh để khách hàng dễ dàng tham khảo hơn. Cho nên tất cả những cái lam này là lam sống, khi Kim dở ra thì nó sẽ khua với nhau thì mình nghe cái tiếng nó như vậy nha. Em có chuẩn bị là 5 cái răng rào để đào đất cho anh trai, là nghe anh trai nhu cầu công việc của mình là làm ở trên đồi núi, và thứ hai nữa đó là vừa đào sâu để bét cho nó láng và vừa đào đất sỏi đó, cho nên là mình sử dụng là gào đào đất mà mình gắn chốt ngang để mà mình có thể linh hoạt hoạt động, có thể sử dụng cho đất đỏ, đất hạt hoặc là cát sỏi hoặc là đá luôn nha, chứ mình không có hàng chết như là những cái đào đất trong công việc mà đất mềm được đó. Cho nên em Kim thiết kế nó hai chiều, cho nên là khách hàng dễ dàng sử dụng hơn. Trong cái việc mà thay thế thì chỉ cần một anh tài xế thôi, thì mình có thể tự mình thay thế và làm việc ngay và luôn, không cần sợ sự giúp đỡ của ai nha.